Ngọc Anh cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn ảnh của Net TV và bây giờ xin phép được trở lại với nhà sĩ Hữu trong đề tài nhi khoa thưởng thức thưa quý vị. Trước hết thì cũng xin lỗi tất cả quý vị là đôi khi đó thì Hiếu thì bản chất thì cũng rất là vui vẻ. Như chị Oanh cũng biết, rất là vui vẻ. Nhưng mà Hiếu nghĩ rằng là cũng một lúc nào đó khi mình thấy một cái tình trạng nào đó thì mình cũng trở nên rất là đa sầu đa cảm. Dĩ nhiên, mình là con người mà đúng không? Dạ, yeah. Thành ra nhưng mà trên truyền hình thì đôi khi thì Hiếu cũng không có muốn cái điều đó xảy ra để mà tạo cho quý vị những cái suy nghĩ không tốt lắm. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì Hiếu xin gửi đến quý vị, giống như Hiếu có nói về vấn đề nhi khoa thưởng thức, thì Hiếu nghĩ rằng là cái vấn đề đó nó không phải cái vấn đề mà cái đứa bé, quý vị nên nhớ là như vậy. Khi mà trước hết Hiếu muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng nó là như vậy. Sâu răng nó là một cái căn bệnh quý vị nha, quý vị nên nhớ nó là như vậy. Nó rõ ràng nó là một cái căn bệnh và bởi vì nó có thể nó truyền từ người này qua người khác. Quý vị có thể không có biết được cái điều đó, nhưng mà giống như những đứa bé thì Hiếu muốn quý vị hiểu là như vậy. Khi mà một người mẹ trước hết Hiếu đem một cái thông tin này ra thì cái này á, họ cho thấy rằng là 70% những đứa bé mà bị sâu răng nó lại truyền qua từ người mẹ. Nhớ quý vị nha. Mới ban đầu có rất là nhiều người nói làm sao mà nó truyền qua từ người mẹ được. Vậy thưa quý vị, cái vi trùng á, nó gọi là Streptococcus mutans đó quý vị, là nó một cái loại vi trùng nó tạo ra bị sâu răng. Thì khi mà cái vi trùng đó thì nó lại lúc nào nó cũng ở trong miệng mình hết. Thành ra khi mà người mẹ hôn một đứa bé bằng miệng thì khi nó có thể nó truyền qua, mà quý vị cũng biết người Việt Nam mình đôi khi đút cơm cho con hoặc là làm điều gì đó, đôi khi mình làm cho nó nguội, mình đút vào miệng mình trước rồi mình lại đút vào miệng con mình sau. Dạ thưa quý vị, cái điều đó là không có đúng. Chứ kể là mớm ăn nữa đấy. Dạ đúng rồi, như vậy, không có nên làm như vậy nha quý vị nha. Phải làm như vậy, rồi đôi khi đó quý vị ơi, những cái nếm vú cho những đứa bé đó, rồi nhiều khi muốn làm sạch, muốn làm ướt thì cứ đút vào miệng mình xong rồi đút lại cho đứa bé. Dạ thưa quý vị, không có nên làm như vậy. Hiếu nghĩ rằng là có thể bên đây ít thấy cái trường hợp đó, nhưng mà khi mà trên tài liệu, khi mà Mỹ nó đã nói lên cái điều đó, chứng tỏ rằng là cái chuyện đó rất là thường xảy ra, thì cái điều đó không có nên. Thành ra khi một cái người mẹ, khi mà miệng của mình, cái vấn đề vệ sinh răng miệng của mình mà nó thật sạch thật tốt á, thì con em của mình nó cũng sẽ sạch và tốt hơn. Và nếu mà quý vị có thể hướng dẫn và tập cho con em mình từ ở một cái tuổi rất còn rất là bé, quý vị nên nhớ là một cái đứa bé nó hiểu biết chứ sao không nó hiểu biết. Cho dù nó chỉ 1 tuổi, 2 tuổi, nhưng mà khi mà nó không cho mình đánh răng, nó không cho mình đụng vô miệng nó, đâu có nghĩa rằng là mình sẽ làm theo ý nó như vậy đâu quý vị. Cho dù nó 5 tuổi cũng vậy, nó 6 tuổi cũng vậy, ngay cả đứa bé của Hiếu nó 9 tuổi bây giờ, mà khi mà nó đánh răng mình cũng phải kiểm soát là nó đánh răng như thế nào, chứ không phải rằng là mình để cho tự nó là nó có thể nó đánh răng. Mình nghe cái tiếng động ở trong nhà tắm nó đang đánh răng là mình nghĩ rằng nó đang đánh răng, mình không cần tìm hiểu là nó đánh răng như thế nào. Đôi khi Hiếu thấy một cái đứa mà nó 14, 15 tuổi nó đã có nguyên một cái hàm răng người lớn rồi, mà Hiếu nhìn vô Hiếu thấy những cái vết trám quá to đi, là Hiếu thấy rằng là khi mà nó 30 tuổi, 40 tuổi là sao quý vị, lúc đó là răng không còn nữa, lúc đó là răng bị mất, bị bể, bị hư hết. Thì quý vị biết là như vậy, khi một cái vết trám mà nó lớn rồi đó, từ từ rồi nó ăn, nó không chăm sóc rồi, là bởi vì cái vấn đề răng, cái vấn đề mà cơ bằng chăm sóc răng hàm miệng không có tốt rồi đó, là quý vị biết nó sẽ bị sâu trở lại. Và cái vết trám nó càng ngày nó càng to, rồi từ đó bắt đầu nó lấy chỉ máu xong rồi mình lại bọc cái răng rồi mình phải chăm sóc chung quanh nữa, mình không chăm sóc chung quanh thì nó lại bị sơ hư chung quanh, mà khi mà nó hư chung quanh rồi á, quý vị thấy nó bị gãy rồi mình lại phải nhổ, rồi từ đó rồi quý vị thấy như thế nào. Nếu mà khả năng tài chính của mình tốt á, thì mình hư cái nào mình đặt cái implant cái đó, thì cái đó là nó quá tốt rồi, cái đó là quá lý tưởng rồi. Mà quý vị cũng biết đâu phải là ai cũng có khả năng mà có thể đặt được implant. Quý vị thấy đặt một cái implant từ 2.000 cho tới 5.000, có chỗ những cái chỗ rất là mắc, nó có thể nó mắc hơn nữa. Thì quý vị thấy nếu mà trường hợp mình phải tiêu tiền như vậy mình đặt, thì tại sao ngay bây giờ mình không dạy cho con em của mình một cách chăm sóc răng hàm mặt cho nó thật là tốt, ngay cả răng miệng thôi. Quý vị thấy một ngày quý vị phải đánh răng cho con em mình 2 lần, cho dù nó là 2 tuổi cũng vậy, nó 1 tuổi cũng vậy, mình cũng phải làm 2 lần quý vị. Thì có như vậy con em mình nó mới hiểu được cái thói quen rằng là 2 lần, một ngày 2 lần, dù nó muốn hay là nó không muốn, mình cũng vẫn phải làm cho nó. Quý vị cũng biết cái đứa bé của Hiếu ở nhà khi mà nó 1 tuổi đó quý vị,
phải kẹp nó lại như vậy nè. Nhiều khi á, vợ kẹp chồng đánh răng, chồng kẹp vợ đánh răng cho con mình. Tại vì, nhưng mà một lúc thời gian ngắn đó quý vị, là nó sẽ hiểu được là nó cần phải được làm cái điều đó. Rồi tự bây giờ đó, khi mà anh chị nó đánh răng, nó cũng đòi đi đánh răng. Thì một ngày cũng phải 2 lần. Tới bây giờ nó 2 tuổi rưỡi rồi quý vị. Nhưng mà buổi sáng mà kêu nó đánh răng, nó cũng ò è, nó không có chịu đánh răng quý vị ơi. Nhưng mà vẫn phải đánh răng. Nhẹ không chịu. Rồi đè ra đánh, đó có gì là hiểu không? Là quý vị phải làm thì đứa bé nó sẽ hiểu được thôi. Mà từ từ nó sẽ có một cái thói quen rất là tốt. Giống như 2 đứa bé lớn của Hiếu cũng bây giờ cũng vậy. Đứa 9 tuổi, đứa 7 tuổi. Thì quý vị cũng biết, bây giờ khi mà buổi sáng là phải đánh răng. Mà đánh răng là phải 2 lần, quý vị cần nhớ khi mà Hiếu chỉ quý vị không? Đánh là phải đánh 2 lần nha. Mà đánh 2 lần có nghĩa là đánh 1 lần đầu tiên xong, súc miệng ra. Rồi lấy kem mới đánh lần thứ 2 nha quý vị. Chứ không phải đánh 2 lần có nghĩa rằng là cứ cái kem cũ đó mình cứ đánh tới đánh lui hoài là không có được. Đó là như vậy. Rồi buổi tối phải đánh răng nữa đó quý vị. Mà khi mà đánh răng rồi đó là đứa bé nhiều khi nếu mà Hiếu ở đó là tụi nó phải hỏi rằng là con đánh răng đủ lâu chưa? Có nghĩa là xong chưa? Can I stop? Ngừng được hay là chưa? Đôi khi mình quên hả? Nó đứng nó đánh hoài gần 4 phút đồng hồ đó quý vị. Thành ra nhưng mà đó là một cái thói quen tốt. Rất là tốt quý vị. Là bởi vì Hiếu cứ nhắc nhở hoài, có thể rằng là bệnh nghề nghiệp quý vị. Nhưng mà Hiếu cứ nhắc nhở hoài, Hiếu nói là cái răng rất là quan trọng, con mà mất hết răng rồi đó, hoặc là răng con đau là con không có ăn được kẹo nữa nè. Mình phải đem những cái điều tốt của nó đó, những cái điều mà nó cảm thấy nó quý á, nó hứng thú, nó muốn á, quý vị. Con không có ăn được kẹo nè, con không có ăn được bánh nè, mà bạn bè nó nhìn nó thấy con bị mất răng nó sẽ cười con nè. Thì những cái điều đó đó, những đứa bé nó mới chịu nghe lời của mình, nhất là cái đứa bé lớn của mình, cái con bé gái, quý vị biết. Nó rất là sợ bị hư răng, nó rất là sợ bị sâu răng. Rồi mình phải nói rằng là nếu mà bị hư răng á, bị sâu răng là mình phải dẫn đi nha sĩ. Đồng ý là mình đem cái người nha sĩ ra, mình ra mình hù mấy đứa bé. Nhưng mà nếu mà nó có hiệu quả đó thì cũng không có sao. Nhưng mà quý vị cũng phải biết một điều nó là như vậy. Trước khi mà mình dẫn đứa bé tới, bất cứ lúc nào cũng vậy. Thường á, cái hội hiệp hội nha khoa đó, họ khuyên quý vị là khi mà đứa bé mà 1 tuổi rồi, cái first birthday đó quý vị, là đứa bé phải dẫn đứa bé đến gặp người nha sĩ lần đầu tiên. Nhưng mà Hiếu nghĩ nó có một cái câu rất là hay. Có một cái người nói rằng là không có lúc nào, cái đứa bé nó không có, nó không không có đứa bé nào quá nhỏ để mà có được một cái vệ sinh răng miệng tốt. Có nghĩa rằng là cho dù đứa bé nó chưa có răng đi nữa, tại sao quý vị là không dẫn được tới người nha sĩ? Là bởi vì người nha sĩ có thể hướng dẫn quý vị cái cách chăm sóc đứa bé trước khi nó có răng. Để mình có thể mình có được cái sự hiểu biết đứng đắn để mà mình có thể mình chăm sóc được cho con em của mình. Hiếu nghĩ cái điều đó, cái câu nói đó rất là hay. Có rất là nhiều phụ huynh cứ hỏi rằng là khi nào mình có thể dẫn được con em mình đến gặp nha sĩ. Thì Hiếu nghĩ rằng là hễ mà nó có răng rồi đó là chắc chắn là mình nên dẫn đến nha sĩ. Cho dù mình thấy răng nó còn rất là tốt, nhưng mà đâu có ai mà tự nhiên cái biết cách chăm sóc răng con em mình liền đâu, cũng phải có người chỉ. Thì Hiếu nghĩ rằng là quý vị tốt nhất đó là quý vị nên dẫn tới cái người chuyên môn. Khi mà Hiếu nói tới cái người chuyên môn đây là bởi vì cái người chuyên môn họ phải học thêm 2-3 năm nữa thì họ mới gọi là cái người chuyên môn chăm sóc cho nha sĩ cho những đứa bé. Thì Hiếu nghĩ là quý vị nên gặp tới những cái người đó. Thì có như vậy đó, họ sẽ có cái thời gian, họ sẽ có những cái lời hướng dẫn cho quý vị. Quý vị cũng có thể dẫn tới trong phòng của Hiếu, Majestic Dental Studio. Hiếu cũng sẽ dẫn mấy đứa bé đi vòng vòng, rồi Hiếu sẽ dẫn cho quý vị để quen biết văn phòng. Không có nghĩa rằng là mình sẽ làm cái gì hết, nhưng mà khi mình dẫn như vậy đó cho con đứa bé nó có được cái thói quen đi đến văn phòng nha khoa, thì đó là cái điều là Hiếu nên khuyên trước nhất. Dạ vâng. Trước khi vào chương trình này thì nha sĩ Hiếu có nói với Ngọc Oanh rằng là bình thường khi mà Ngọc Oanh, quý vị cũng biết là Ngọc Oanh thích cái show mà hỏi đáp cùng bác sĩ, thì trên cái câu hỏi mà Ngọc Oanh thường hỏi các bác sĩ đó khi làm talk show đó là cái căn bệnh đó là gì, cách ngăn ngừa là cách đề phòng, rồi cái cách chữa trị. Nhưng mà Hiếu nói với Ngọc Oanh á, về vấn đề hàm răng khỏe nụ cười đẹp trong chương trình này, thì Hiếu muốn đưa cái vấn đề mà education, tức là giáo dục về cách làm sao để biết về cái tầm quan trọng của răng miệng, rồi từ đó nó mới có được một cái sự hiểu biết làm sao chúng ta biết cách ngăn ngừa và điều trị cho đúng cách. Dạ vâng, Ngọc Oanh cảm ơn nha sĩ rất là nhiều, và hy vọng rằng chương trình nha khoa về nhi ngày hôm nay của chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những cái điều
rất là bổ ích. Và quý vị cũng để tâm một chút xíu, tại vì nha sĩ đã cho quý vị thấy được cái tầm quan trọng của một đứa trẻ khi mà bị mất răng hay là bị hư răng, rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và quý vị cũng hiểu được điều đó, cái răng, cái tóc là gốc con người. Khi đau răng thì thật sự không có cái gì mà nó kinh khủng bằng hết. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều. Cảm ơn nha sĩ Hiếu đã đến trong chương trình này. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hàm Răng Khỏe, Nụ Cười Đẹp của tuần sau. Xin kính chào tất cả quý vị.